truyện tranh Cậu bé rồng tập 90 Ngọc Phong Bích. Một con chim chết. Nó chết, ông cũng chết. Người ta nói chim xà trước mặt là điềm xui lắm đó. Chết ông rồi. Hê, ông cũng bị chim xà. Chết ông luôn rồi. Bịch bịch. Chim xà hoàn loạt. Cả đồn của mình xui rồi. Bịch. Đạn ở đâu bắn tới vậy? Âm. Đạn trên trời rơi xuống. Tìm chỗ nấp đi. Một con thằn lằn bay ném đạn xuống kia. Xem kỹ lại đi, trên lưng con thằn lằn có một tay ném đạn xuống, chứ không phải con thằn lằn ném. Bắn lên. Vút. Á, tên bay ngược lại phía mình. Ui da. Ầm. Đầu hàng đi. Không đầu hàng, bỏ đồ rút vào hang núi. Ầm. Ngươi về triệu cấp báo ngay đi. Điều lạ là tên bắn ly không chạm được vào nó mà lại bay ngược về mình. Thế nào nó cũng tới đây, để còn lập cái vòm bảo vệ hoàng cung. Biến. Cấp báo, tiền đồn 2 cũng bị thằng lằn bay tấn công. Cấp báo, tiền đồn 3 cũng bị y như vậy. Sao nó không bay lại đây? Con hiểu rồi, nó không bay xa được. Nó bay từng đoạn ngắn, nó đang tiến dần về đây. Vậy là cũng còn may để con đã chặn nó lại. Cậu đồng ơi, cứu chúng tôi với. Có một con thằn lằn bay, hễ nó bay gần tới chúng tôi thì chúng tôi chết, rơi xuống đất ngay à. Vậy là quanh con thằn lằn có một lớp gì đó bảo vệ nó, không cho bất cứ thứ gì sắp lại gần. Do đó khi bắn tên lên thì tên bay trở lại. Phút. Mày giá ạt, bay có tí xíu đã phải đáp xuống nghỉ. Trách gì, chở ông cùng với cái thùng đen to tướng kia bay xa sao được. Đại quân của ta tiến tới rồi kìa, đi mở đường, tiếp mau. Rạc. Âm. Ai bắn vậy? Ta bắn đấy. Chấp người bắn đó. Rạc. Âm. Quả là có một lớp gì bảo vệ quanh nó. Đỡ nè. Đại thần công. Trả lại nè. Âm. Sắp lại đánh càng chiến. Âm. Không sắp lại gần nó được. Khe. Ói ói, mũi khổng lồ, đau quá. Người rồng biến. Cộp cộp. Chúng mày không cắn ta được nữa. Nó ăn mũi này biến đám mũi thành vũ khí. Da. Âm. Người rồng cũng không phá được lớp bảo vệ. Cầm chân đại quân của chúng để chờ tìm giải pháp. Này, người phá quân của ta thì ta phá quân của người. Xem đây. Rầm. Lui, lui quân. Âm. Lui nữa. Hừ, mình mở đường cho đại quân tiến tới đây rồi mà nó đẩy quân của mình trở ngược lại gần tới biên giới. Phải thanh toán thằng nhóc rồng mới được. Nó chạy, đuổi theo. Nó chui vào hang núi kia. Chui vào. Phá núi. Âm. Biến. Chui vào xem chúng ra sao rồi. Đã không đè được chúng, nhưng hy vọng chúng sẽ kẹt trong này một thời gian. Thế nào chúng cũng có cách ra khỏi đây, phải tìm giải pháp cho nhanh. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Nó có con. Sao con của nó biết nó ở đây vậy? Sao con biết mẹ ở đây? Đi về ngay. Con lén bay theo sau mẹ mà mẹ không biết đấy. Con của nó đến sát người nó mà không sao. Ha ha, ta biết cách rồi. Đợi một lát con của nó đi thì mình ra tay. Về đi con, mẹ bận chuyện lắm. Con của nó về rồi, ra tay. Biến. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá chừng. Sao chưa chịu về, mới gặp đó đã nói nhớ mẹ, xạo ghê. Âm. Vút. Ha ha, là thằng nhóc rồng chứ không phải con ta. Sao kỳ vậy,
cũng là thằng làng con mà sắp lại gần không được, đầu bể mình luôn. Bề ngoài thì cậu là con thằng làng con, nhưng bên trong vẫn là con người của cậu, bể mình là phải rồi. Ủa, sao ông biết? Xin hỏi ông là ai vậy? Ta là Thạch Sùng lão nhân, sư phụ của con thằng làng kia. Ta đang đi khuyên nó trở về núi nhưng nó không nghe. Nó theo ta học đạo đã 99 năm nay, chỉ còn một năm nữa là nó thành người. Thế nhưng có một pháp sư người phương Bắc dụ dỗ nó. Ông ta bảo nó làm việc cho ông ta trong vòng 3 ngày thì ông ta sẽ biến nó thành người. Quá nóng lòng làm người nên nó nghe lời của ông ta. Ông là thầy mà không trị được nó à? Nó ăn cắp 3 viên ngọc phong bích của ta, nuốt vào bụng rồi nên ta cũng không thể lại gần được nó. Phong bích có nghĩa là bức tường gió. Ai nuốt viên ngọc ấy vào bụng thì lúc nào cũng có gió từ trong người phát ra, không cho bất cứ thứ gì sáp lại gần. Phòng bích ngọc cũng làm các loài chim bay gần nó thiệt mạng cả. Thảo nào đám chim cầu cứu tôi. Vậy sao con thằng lằn con lại sắp lại gần nó được? Gã ném trái đạn cũng ngồi trên lưng nó được. Nó nuốt một viên, con của nó một viên, gã ném đạn cũng nuốt một viên. Vậy là nó đã tính rất kỹ. Ông không còn viên ngọc nào khác sao? Hết rồi. Ngươi về đi, để ta lo vụ này cho. Cứ giữ cho nó nằm trong ngọn núi đó cho ta. Đâu có được, tài tráng mà để ông lão làm việc khó. Nhục, đi theo. Ổng quất khinh công, đi lướt nhẹ như gió. À, ổng tới chỗ ở của con thằng lằn. Ông kia, đi đâu? Ta đến thăm cháu của ta. Cháu của ông là ai? Là con của học trò ta, ta nhận làm cháu. Không được, mẹ nó dặn không cho nó gặp bất cứ ai. Ông về đi. Cháu ơi, ông nhớ cháu quá, ra đây cho ông gặp mặt đi. Ông già lì lợm. Vụt. Hừ. Hả, ông già dữ thật. Da. Tôi nhịn ông nãy giờ, không nhịn nữa đâu. Wow. Trời, một người tê giác. Da. Âm. Âm. Ông lão có vẻ cự không lại. Rắc. Chói mắt quá. Phụt. Bịch. Nó phun kêu dán vào ông lão, dính vào vách đá. Hết đường chạy nhé. Người rồng biến. Da. Chắc. Người là đứa nào mà khỏe vậy? Tiểu Thiền Long, tức cậu bé rồng đây. Thì ra đó là Tiểu Thiền Long. Ta đâu có sợ rồng. Hụt. Da. Rắc. He he, tê giác cục sừng, không giống con gì hết. Da. Chắc. Phụt. Phun kẹo dán ta hả? Được. Ói. Chết rồi, Tiểu Thiên Long cũng bị dán vào đá rồi. Da. Ha ha, không còn sừng mà đòi húp ta. Âm. Kéo ta ra, ta bị dính vào đá rồi. Kẹo của ông chứ đâu phải của ai. Tê giác nướng đây. Khà. Ói, nóng, xin tha mạng. Phụt. Xèo. Tha mạng cho ông đó, đi đi. Vèo, gỡ ta ra. Không ngờ cậu giỏi như thế, cảm ơn vì lời khen. Vào trong tìm thằng làng con. Cháu không gặp ông đâu, mẹ cháu dặn rồi. Nó trốn trong các ngách đá khó mà tìm. Đóng cửa hang. Tôi phun lửa vào các ngách đá, nó phải nhảy ra thôi. Khè. Ôi ôi, nóng quá. Bắt được cháu rồi. Ông ơi, ông đừng dặn cá chấm thức. Ông đừng vì dặn mẹ cháu mà xử tội cháu nhé. Ta không làm gì hại cháu, ta chỉ nhờ cháu chui vào bụng cậu này. Hả, bắt tôi nuốt thằng lằn hả? Muốn cứu nước thì phải hy sinh thôi. Cháu không chịu đâu. Con phải làm để giúp mẹ. Mẹ con nhẹ dạ nghe lời người ta, giúp người ta đi xâm lăng, đó là một tội ác. Con chui vào bụng cậu này để cậu này dẫn mẹ con về. Ta không muốn mẹ con làm việc ác mà mất hết công lao tu hành.
Dạ vậy thì cháu đồng ý. Hả miệng ra. Rọt. Ê, đừng ói ra mà hỏng việc. Trong người con thằng Lằng có một viên ngọc phong bích. Cậu nuốt nó có nghĩa là cậu nuốt viên ngọc. Cậu sẽ sắp lại gần con thằng Lằng. Khẽ hay lắm, tôi không nghĩ ra được. Tôi đi bắt con thằng Lằng đây. Phá núi. Ầm. Đại quân của ta đâu? Kìa kìa, họ đang giao chiến với quân Nam kìa. Đánh mạnh lên, không cho chúng tiến thêm bước nào. Ầm. Con thằng Lằng bay ném đạn kìa. Các chú đừng lo, có con đây. Có ngon thì nhào vô. Ngon chớ. Da. Chát. Ơ, sao nó sắp lại gần mình được. Ông này leo xuống. Binh. Tới phiên tàn ném đạn. Vút. Ầm. Thằng Lằng đánh nhầm quân rồi. Không nhầm đâu. Ầm. Thằng nhóc rồng ném đạn không phải người của ta. Rút quân, rút quân. Đáp xuống đầu hàng đi. Béo, không. Chắc người lộn tới năm sau ta cũng không té. Cốt. Á. Bịch. Còn lâu mới bắt được ta. Còn lâu người mới chạy thoát. Vù vù. Âm. Ơ. Người chỉ có thể bại thôi. Ngồi ra người không còn phép gì khác. Xoàn quá. Biến. Da. Âm. Người tay giác kia còn hạ được, huống chi là thằng Lằng. Chát. Quan, ngươi đã hạ gã tay giác hả? Phải. Vậy con của ta đâu? Trong này nè. Xin lỗi vì đã nút con của ngươi vào bụng. Thảo nào ngươi mới có thể sắp lại gần ta được. Trả con ta lại đây. Rạc. Làm như ta là con muỗi phóng lưỡi ra bắt. Chóc. Ác ác. Đáng lý ta không để người sống, nhưng vì người có con nhỏ nên ta không đánh. Đầu hàng đi rồi ta trả lại con cho. Đầu hàng. Trói nó lại. Oẹ oẹ. Mẹ ơi. Cảm ơn người đã không hại mẹ con ta. Hối hận chưa? Con xin lỗi thầy, con lỡ nghe lời người ta xúi dục nên làm bậy. Người có biết đi xâm lăng nước khác là tội ác không? Dạ biết, con hứa sẽ không tái phạm. Gã tỳ giác kia là ai vậy? Dạ, ông pháp sư Bắc Quốc đoán được là thầy sẽ bắt con của con để lấy viên ngọc phong bích trong bụng nó, nên đã sai đệ tử của ổng là gã tỳ giác đến giữ nó. Được rồi, ta tha cho lần này, nhả ngọc phong bích ra cho ta, cả cháu nữa. Dạ đây ạ. Còn một viên nữa. Dạ ở trong bụng gã ném pháo kia ạ. Ta đã thu hồi đủ 3 viên ngọc phong bích, vậy là không còn tai họa nữa. Cảm ơn người đã giúp ta thu phục lại đệ tử. Tôi hành động để cứu nước tôi chứ đâu phải vì ông mà cảm ơn. Theo ta về núi, tiếp tục tu đạo để thành người. Không có thầy pháp sư nào đủ quyền phép để biến một con vật thành người vĩnh viễn đâu. Mà tiên, nhẹ dạ quá.